chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một nội dung Phương Anh sắc bình đón cặp song sinh. Phương Anh cách đây ít phút đã quay khoảnh khắc đón hai con xinh xắn. Dòng chia sẻ của cô đang được khán giả rất quan tâm. Phương Anh đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón hai con trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân viết Jimmy, Jenny, Sayhi, thế giới ạ. Vậy là mẹ con mình đã hoàn thành xuất sắc chặng đầu tiên. Cảm ơn hai con đã luôn hợp tác để mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy ý nghĩa. Hành trình sắp tới còn rất dài, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha. Cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng gia đình em từ những ngày đầu tiên, là cầu nối đưa hai bé của em đến với gia đình và thế giới này một cách thuận lợi. Cảm ơn những người đã luôn theo dõi và ủng hộ yêu mến gia đình Oanh thật nhiều. Dòng chia sẻ của Phương Oanh được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè đã viết những lời chúc đến gia đình diễn viên. Được biết, trong thời gian mang thai, Phương Oanh tăng 20 cân và giữ được thể trạng sức khỏe mạnh. Trong thời gian này, việc di chuyển hay hoạt động không thể nhanh nhạy hơn như trước, nhưng cô vẫn tham gia đóng phim ngắn cùng các đồng nghiệp ở VFC, rồi cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở một khu rừng. Phương Oanh nói, vì là ở những tuần cuối lên, Oanh luôn giữ cho mình tinh thần thư thái nhất có thể, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tinh dưỡng hơn. Còn về đồ ăn thì Oanh vẫn ăn đa dạng, không kiêng kem quá nhiều đâu. Oanh ăn uống rất thoải mái nhưng vẫn phải đảm bảo và chọn lọc kỹ càng. Oanh nghĩ nếu mình ăn thực phẩm đa dạng thì sau này hai bé sẽ trộm vía không bị kén ăn. Về cuộc hôn nhân của Phương Oanh và Sắc Bình, cả hai làm thủ tục kết hôn tại Phủ Lý, Hà Nam hồi tháng 6. Sau một năm hẹn hò, cuối tháng 7 họ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy. Ông xã, nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn và về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ Bạc Tỷ Sắc Tanh Việt Nam từ năm 2021 và thường được gọi với cái tên biệt danh là Sắc Bình. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn một bài báo.